Cậu biết không, tiếng nước chảy róc rách cậu vừa nghe là những ngân nga của giai điệu chữa lành. Nước chảy trong ta cũng là một phần nước của tự nhiên. Và khi cảm nhận được sự hòa hợp giữa cơ thể mình với mẹ thiên nhiên, cậu sẽ từng bước được chữa lành. Thông qua số podcast mới này, hưởng ứng ngày nước thế giới, Vì Sao Thế Nhỉ cùng Tupperware mong muốn gửi đến cậu thông điệp sống bền, yêu bền. Cảm ơn Tupperware Việt Nam đã đồng hành cùng Vì Sao Thế Nhỉ lan tỏa những giá trị tích cực, sống bền hơn với các sản phẩm chất lượng, hạn chế rác thải nhựa một lần ra môi trường. Sống hòa hợp với thiên nhiên là đòi hỏi nỗ lực của cả một tập thể. Vậy nên mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thói quen, sống bền mỗi ngày, tích nhỏ thành lớn và giúp trái đất thêm bền vững. Còn bây giờ hãy cùng Vì Sao Thế Nhỉ bắt đầu tập podcast số này nhé. Vì sao nhiều người có xu hướng thích dìm hàng hạ bệ người khác? Trong một nhóm bạn hay trong một nhóm đồng nghiệp, sẽ có những nhân vật sở hữu các thói quen thường xuyên tìm ra điểm sai của người khác, hay nặng hơn là bới móc và dìm hàng. Tại sao những người này lại có thói quen như vậy? Ở đây chúng ta sẽ tiến tới một khái niệm thú vị mang tên ngụy thức, ám chỉ một thói quen khi luôn cho rằng có một ai đó sai hay một cái gì đó sai đang diễn ra. Ngụy là một từ gốc Hán trong tiếng Việt, được dùng để chỉ sự vật, sự việc mang tính giả tạo. Thức xuất phát từ trí thức. Ngụy thức hay ngụy trí thức có thể là chỉ những người ra cái vẻ hiểu biết, đề cao bản thân và hạ thấp giá trị của người xung quanh. Và trong từ dìm hàng đã tiềm ẩn gốc rễ của ngụy thức. Vì dìm hàng là kéo người khác xuống và gián tiếp nâng ai đó lên. Nếu tôi nói, dạo này cậu hay đi trễ quá nhỉ? Thì đó là một cách gián tiếp, tôi đang muốn cậu biết được ai đang thường xuyên đúng giờ. Hay nếu tôi nói rằng, bên sale dạo này chảnh mảng quá. Ý của tôi cũng muốn nói rằng, phòng marketing của tôi đang làm việc rất nghiêm túc và chỉn chu. Sự vi diệu của ngụy thức chính là không cần dùng bất cứ từ ngữ hay nỗ lực nào để khen bản thân. Tôi chỉ cần điểm mặt đặt tên những điểm xấu hay những điểm chưa tốt của cậu mà thôi. Phần còn lại, cậu đủ thông minh để tự hiểu. Vì sao người ta lại làm vậy? Cuốn sách Luật Định Thân của tác giả Phương Việt đã đưa ra câu trả lời như thế này. Ngụy thức xảy ra vì kẻ ngụy thức thiếu thốn. Nhưng thực sự là thiếu cái gì mới được? Họ thiếu sự thừa nhận và niềm tin vào bản thân. Vì vậy, họ đành đi thu hoạch sự thừa nhận và niềm tin đó từ người khác bằng cách dìm hàng ai đó hay mỉa mai điều gì đó. Sáng thức dậy, con thú sĩ thân trong người họ thức giấc. Nó lồng lộn đi tìm thức ăn. Nó đói và nó dẫn họ ra ngoài. Vừa gặp được người đầu tiên thì nó đã hối họ phát biểu ngay. Nghĩ sao mà mua cái đầm như vậy hả bà? Dạo này bụng nhiều mỡ nha mày. Ngụy thức phá hoại các mối quan hệ và phá hoại cả đội nhóm trong các tập thể, đặc biệt là ở cả môi trường công sở làm việc. Nội bộ lục đục, văn hóa công ty kém minh bạch, đề phòng, không còn cởi mở nói chuyện với nhau. Tất cả cũng là vì ngụy thức mà ra. Tuy nhiên, cũng có những người phản bác lại rằng những lời nhận xét được gắn mác là ngụy thức kia có thể mang ý nghĩa góp ý để đối phương rút kinh nghiệm mà tiến bộ hơn thì sao? Vậy, phải làm sao để phân biệt được lúc nào là ngụy thức, lúc nào là góp ý chân thành mang tính xây dựng? Câu trả lời mà tác giả Phương Việt của cuốn sách Luật Định Thân đưa ra chính là: hãy nhìn vào động cơ của hành động. Động cơ của ngụy thức là dìm một người và nâng người khác. Còn mục đích của góp ý chân thành thì chẳng có dìm mà chỉ có nâng. Nâng ai? Nâng đối phương, nâng tim, nâng chúng ta. Vì động cơ khác nhau nên cách làm cũng sẽ khác nhau. Bản chất của ngụy thức được che giấu dưới mục đích cao đẹp, nhưng sự thực là đề cao bản thân. Nên giọng nói, thái độ thường đi kèm với sự chỉ trích, trịch thượng, nặng nề, phán xét. Còn góp ý chân thành là giúp người ta tốt hơn, nên sự nhẹ nhàng, thân thiện, thành tâm sẽ là chủ đạo. Chính vì lẽ đó, ngụy thức lại thường thích được phô bày nơi công cộng. Càng đông người thì nó lại càng lung linh. Ngược lại, góp ý chân thành thì thường thực hiện ở những nơi riêng tư, theo một cách ôn tồn và sâu sắc. Vậy làm sao để đối phó với những kẻ ngụy thức này?
Ở Nhật Bản, chúng ta có một môn võ tên là nhu đạo, hay còn được gọi là judo. Nhu có nghĩa là nhuận, dịu dàng, linh hoạt, có ý thức và có sự tôn trọng. Đạo ở đây có nghĩa là con đường, là phương pháp, là cách thức hoặc triết lý. Ghép hai từ này lại với nhau thì ta có một đường lối uyển chuyển, và đó cũng là bản chất của judo. Nguyên tắc của nhu đạo chính là sức lực ít, hiệu năng nhiều. Cụ thể là cậu sẽ sử dụng năng lượng của kẻ thù để chống lại họ. Nghĩa là khi họ lao vào cậu, cậu không cố chặn họ lại. Thay vì thế, cậu sẽ lách sang bên, rồi kéo họ theo hướng họ lao tới, khiến cho họ không thể làm gì được cậu. Cậu không muốn làm tổn thương đối thủ, nhưng cậu cũng muốn thoát ra khỏi cú đấm của họ. Đó được gọi là soft technique, dĩ nhu chế cương, lấy yếu đánh mạnh. Judo bao gồm cả phòng thủ và tấn công, và bài học đạo lý từ judo cũng chính là cách mà chúng ta có thể áp dụng để đối phó với những kẻ ngụy thức. Đứng trước những lời chế nhạo, mỉa mai, cậu sẽ có một cách tiếp nhận mới và đối phó lại một cách thâm thúy hơn. Thay vì tức giận hay nổi đóa khi bị châm chọc, chê bai, tại sao không ứng xử một cách khôn khéo hơn, vừa nâng cao giá trị bản thân và vừa khiến đối phương phải tắt điện. Khi mà nghe người khác mỉa mai, chị mặc cái này trông chả đẹp gì cả, thì có thể đáp lại rằng, ồ, thảo nào ánh mắt đàn ông nhìn chị cứ muốn lột sạch chúng xuống vậy. Dạo này chị béo lên à? Đâu, chị gầy mà, trước đây chị còn béo hơn cả em bây giờ ấy. Thế bây giờ chị bao nhiêu cân? Ờ thì 50 cân, nếu phải tính cả những gánh nặng trong đầu khi phải tiếp chuyện với em. Đối với những người thích tọc mạch, thích dạy cậu phải làm như thế nào, chẳng việc gì phải tức giận hay cãi nhau cho mệt thân. Chỉ cần châm biếm vài câu là có thể khiến họ cứng họng ngay thôi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng đối đáp xéo sắc được như vậy. Do đó, cách mà gần như tất cả chúng ta đều có thể dùng để đối phó với những ngụy thức chính là lờ nó đi. Bởi khi nghe ai đó kích bác, nếu cậu phản ứng lại qua sự tức giận, lớn tiếng, bối rối, ngượng ngùng, thì cậu đã chứng minh điều gì? Lúc đó, những phản ứng kia của cậu chứng minh là những kẻ ngụy thức kia đã thành công. Họ càng hả hê, lần sau họ lại càng làm. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu cậu chê bai ai đó 3-4 lần, họ mặt lạnh bình thường, cậu có muốn tiếp tục hạ bệ người ta nữa hay không? Nhún vai coi khinh mối xung đột ấy có thể làm cho những kẻ ngụy thức trở nên thất bại và khiến cho họ biết tự ngượng mà rút lui. Đã cảm thấy không thoải mái, hãy cứ thẳng thắn đứng lên và xin phép rời đi. Câu nói "Absent makes the heart grow fonder", xa nhau để gần nhau nghe có vẻ đúng. Khoảng cách có thể khiến cậu nhận ra tình bạn nên là sự hỗ trợ nhau, chứ không phải là dìm hàng người khác. Tốt hơn hết, cậu hãy tạo ra khoảng cách với những người này một cách lành mạnh. Chúng ta có thể tránh tiếp xúc với họ trong một khoảng thời gian ngắn. Hoặc nếu phải gặp họ thì hãy hạn chế nói chuyện để không phải gây ra những xung đột lớn. Những biện pháp phòng ngừa này có thể giúp chúng ta duy trì được sức khỏe tinh thần và thoải mái hơn trong cuộc sống của chính bản thân mình. Trong judo cũng có một phương châm quan trọng là Jita Kyoi, có nghĩa là tương trợ lẫn nhau và tiến bộ cùng nhau. Điều này ám chỉ rằng chúng ta không chỉ tập trung vào việc nâng cao khả năng của cá nhân, mà còn phải hỗ trợ và giúp đỡ, tôn trọng người khác. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của chính mình. Một xã hội, một cộng đồng, một hội nhóm sẽ phát triển và sẽ có nhiều bước tiến xa nếu mỗi cá nhân trong đó tôn trọng, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Trên đời này có 3 việc: việc của bản thân, việc của người khác và việc của ông trời. Chúng ta thường buồn phiền là do quên mất việc của bản thân, thích xen vào việc của người khác và lo lắng về việc của ông trời. Muốn vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc của người khác và đừng nghĩ đến việc của ông trời. Cứ hoan hỉ sống tốt phần đời của mình đi đã, chưa giúp được người mà sao lại đi ganh ghét rồi dìm hàng người ta làm gì, để rồi lại mang thêm lo nghĩ cho mệt đầu, đúng không?